Giờ mình đã xoay xong sản phẩm bên kia, lúc này có cô chú là mình không dám quay, giờ ông chủ dù với cô chú đi rồi nên mình mới dám quay cái mà mình làm sản phẩm review cho mọi người xem đây. Nhưng chủ mình đã làm là viên gạch này, mình xây cái viên gạch kỳ gờ vào khoảng tắm đó, nó tràn nước thở, nó làm chưa đúng nên mình làm đây dụng cụ, các dụng cụ mình sử dụng để làm đây bay để mình test. Và đây xi măng sau lưng mình là xi măng này, đó là xi măng. Đây cả kích thước. Và dụng cụ bây giờ đã xong rồi, thật sự rồi. Nó mệt, mình làm gần tiếng đồng hồ xong rồi. Đó, bây giờ chờ nó khô thôi là mình sẽ sử dụng được cái phòng tắm. Mình sẽ quay lại cho các bạn xem bên trong là mình đã xây như thế nào cho ngày hôm nay. Giờ không ai quay, mình tự quay làm cơ bản nó sắp xong rồi. Còn như đây nữa mình làm là xong rồi. Làm thì cần làm nó đẹp đấy. Nãy lúc có cô chủ ở đây mình không dám quay, giờ cô chủ đi rồi mình dám quay. Giờ ok, sắp xong rồi. Cơ bản đây sắp xong. Sau hơn một tiếng đồng hồ mình làm cái này. Đợi xíu thôi là xong rồi. Đó, sản phẩm của mình lát mình làm xong rồi mình sẽ cho cả nhà được thấy, được xem. Đây là cát đây này, cát mình đã xây xong, còn cái nhiêu đây còn ít cát đây này. Rồi những viên gạch sẽ mang cái bộ trước rồi mình vào đây. Đây sản phẩm mình đã xây xong, khi gờ để khỏi tràn nước, nó còn vẫn còn ướt này. Đây các bạn thấy còn ướt, tay mình nó còn dơ. Đây mình đã xây xong một kiệt tác chiều hôm nay. Mình đã xây xong chắc 3 tiếng đồng hồ nó sẽ khô. Đây xây đã xong, nói chung mình cảm thấy nó tuyệt vời rồi, quá ok rồi. Mình mong cả nhà sẽ ủng hộ cho kênh của Thế Công Nhân TV bằng cách cho một like và một subscribe, đăng ký kênh cho Thế Công Nhân TV. Thế cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin chúc cả nhà ngày mới sức khỏe. Hẹn gặp lại cả nhà. Một sản phẩm quay từ trên cao.